Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Sugoi Fukudan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Alo, má hả? Con Trúc Anh Đài nè. Má đang cho heo ăn hả? Má ơi, xuân này con không về nha. Dạ. Má đừng có lo, trời đất ơi. 2 năm rồi con ở nội trú, ở chung với bao nhiêu đàn ông mà không ai biết là con là con gái hết trơn á. Dạ, biết nhà trường đuổi con sao? Dạ. Dạ đúng rồi, ảnh là Lương Sơn Bá. Ảnh là anh em kết nghĩa với con thân lắm. Nhưng mà con nói má nghe nha, ảnh ngu lắm, ảnh cũng không biết con là gái giả trai. Nhiều khi con đi tắm chung với ảnh, ảnh cũng không biết nữa. Mà công nhận má nuôi con hay thiệt. Mỗi lần mà con rửa chân con dòm xuống cỏ không à. Má đừng có lo nha. Dạ. Cái gì? Lấy chồng hả? Thôi, con còn chút xíu à, con không chịu đâu. Lấy ai? Thằng nào? Nó làm nghề gì? Nghề đĩa ốc hả? Không được đâu, nghề đó không chắc ăn. Giá nhà giờ sắp xuống rồi má ơi. Thôi chuyện đó từ từ tính nha má. Dạ. Má ơi, má nhớ gửi thuốc cho con nha. Không phải thuốc nhức đầu. Cái đó con có rồi. Thuốc ngừa thai á. Chết yên kê gì mà. Thôi má ơi, nói chuyện nhiều tốn tiền quá nha. Thôi con cúp à. Nhớ con thì email cho con nghe không? Dạ. Happy New Year Mom. Tiểu Thơ ơi. Tiểu Thơ. Chuyện gì? Dạ thưa Tiểu Thơ, có Lương Công Tử tới thăm kìa. Đại biểu. Dạ. Con tiện tì. Tao với mày giả tay đã 2 năm rồi hả? Mà mày cứ quen miệng của tao bằng Tiểu Thơ không à. Người ta biết được á, người ta biết tao là gái thì sao, hả con tiện tì. Áo. Trời, Tiểu Thơ nói người ta mà Tiểu Thơ không coi mình kìa. Trời, 2 năm trời á mà cứ kêu con tiện tì hoài ha. Ủa? Thấy không, Tiểu Thơ nhớ nha. Tiện tì là con gái, Tiểu Đồng là con trai. Cứ tiện tì này tiện tì nọ hoài à. Tao quên. Không, cả đám trai trong trường đó mà biết con gái ha, nó xúm lại, trời ơi nó đè con, sao con chịu nổi. Tiểu Thơ, ói hả? Ôi, còn gì nữa. Con nói mà con cũng kềm dữ lắm, không con cũng ói rồi. Ai mà thèm dê mày. Tao sợ tụi nó, là sợ tụi nó dê tao thôi. Gì mày? Mày làm gì đó? Cú nãy là con kềm được. Cú này là con kềm hết được rồi Tiểu Thơ. Cái gì kềm trời được? Trời ơi, Tiểu Thơ nhà em á, có tự tin mà có bằng cấp license luôn vậy đó. Khổ bá ghê. Nhiều chuyện mày. Ra mời Lương Công Tử vô. Dạ xin mời Lương Công Tử vào. Chúc đệ, chúc đệ. Lương Huynh. Lương Huynh ơi, nhà mới hút bụi. Lương Huynh làm ơn chùi chân giùm em cái. Ăn ở sạch sẽ quá, hèn gì như con voi. Chùi ra ôi. Dạ. Sáng sớm mùng 1 Tết sao Lương Huynh thích gì vậy? Để con lượm cho. Dạ, gặp em cảm động quá phải không? Nè, Lương Huynh tới nhà em sáng sớm mùng 1 sớm có chuyện gì không? Biết sao không? Tao đang buồn quá. Dạ. Sáng mùng 1 mấy đứa nó về quê hết rồi. Dạ. Bây giờ chỉ có mình tao với mày ở đây thôi. Dạ. Tao mới nghe đồn China nó mới mở một cái chỗ massage ngon lắm. Lương Công Tử. Tao là gái Thái Lan với Thái Lan không. Tao với mày đi massage chơi vậy. Lương Công Tử. Lương Công Tử. Chuyện gì? Sáng mùng 1 sao Công Tử không đi gì cho em? Công Tử kẹo quá à. Tới đây biểu. Mày kêu một cái thằng Tiểu Đồng nào mà kinh khủng như vậy. Tướng thì như con chí mén vậy đó. Nói chuyện ổng à, ổng mèo thấy bắt gốm. Hai đứa bay á. Bây giờ tao thấy hai đứa bay có cái gì lạ lạ rồi. Được rồi, từ từ đi. Hàm hố cái gì mà lì xì. Đang buồn gần chết đây nè. Ông già không có gửi tiền lên. Lương Huynh. Chuyện gì? Sao Lương Huynh kêu em bằng mày? Trời ơi, em kêu đại ca là Huynh thì Huynh phải kêu em bằng đệ. Kêu bằng mày á không có xe. Tiểu Thơ, mình đang đàn ông đó,
cứng lên, gồng lên. Không, nhạo quá bể hết bây giờ. Ồ vậy hả? Tao quên. Lương quên. Kêu bằng mày nghe không có phê. Giọng con này lúc trầm lúc bổng ha. Nói nghe nè. Dạ. Tao nói cho mày nghe, tao với mày là học trò học cùng chung trường. Anh lớn, anh làm anh. Em nhỏ, em làm em. Bây giờ tao với mày kêu mày tao cho rồi. Làm như hát hồ quảng kêu huynh đệ mệt quá đây. Em không chịu đâu, trời ơi. Huynh là gentleman, xuất thân từ một gia đình cao sang ở chợ Cầu Muối mà nói kỳ cục vậy. Em không chịu đâu. Mày nhắc tới gia đình danh giá của tao, mày còn nhắc địa điểm ở làm chi vậy? Thứ gì đâu ngu thế ớn không? Tao nói cho mày nghe, mày nhìn lại mày với tao đi. Tao thấy tướng mày còn gentleman hơn tao đó. Tao nhiều khi tao nói mày không biết là sĩ tử hay là... Lúc này mày phát tướng quá. Nhà mua dưa leo làm gì mua dữ vậy? Dạ, mua dưa leo đắp mặt, đắp cho nó da nó đẹp á. Hay lắm nha Lương Quỳnh. Hai ngày đầu em đắp á hả, bao nhiêu mụn cám nó lặn sạch hết trơn á. Đó, tốt. Bốn ngày sau á, nó nổi nguyên một về mụn bọc rồi. Quỳnh đắp không? Em cắt em đắp cho Quỳnh. Cảm ơn mày, con người mày mát mẻ. Người mày mát mẻ mà còn nổi mụn bọc. Tao mà đắp cái đó vô chắc nổi một nhọt luôn à. Thôi dẹp đi, đừng có dụ tao. Nhưng mà tao thấy vậy nè, cái mặt của mày đắp trái dưa leo này vô bao nhiêu cho đủ? Cầu 4kg dưa leo không đắp đủ cái mặt mày. Thôi thì có cái dưa này dễ đắp hơn, không cần phải sắc lát. Dưa gì Quỳnh? Dưa hấu. Mày mua nguyên trái dưa hấu xong mày sắn đôi ra, xong mày khoét cái lỗ mày ốp lên mặt mày, mày ngủ. Thấy cái đó chắc ăn hơn. Ê mà Lương công tử. Chuyện gì? Con nghĩ dưa hấu cũng không đắp nổi cái mặt của công tử nhà con đâu nha. Con nhìn mặt công tử nhà con á, con nghĩ có một loại dưa đắp mà vừa rẻ tiền á, mà nó vừa hạp lắm á. Dưa gì? Dưa da. Sao lại đắp dưa da? Trời ơi, mỗi lần nhìn mặt công tử con là con tưởng ngay tới cái tô thịt thịt heo kho tàu à. Không, mà kèm với cái hũ dưa da là trời ơi, số 1 nha, thố thiệt á. Thố công tử. Nhiều chuyện mày. Thằng này gút ai đi ra nè. Nó hổn nhiều chuyện gì? Đi vô lấy nước mời công tử uống. Công tử. Chị gì? Uống trà đinh hay trà sen? Tới đây biểu. Mày là con ở hay là mày là chủ nhà? Nghĩ sao mày mời nước trà tao mày ở uống trà đinh hay trà sen? Mày muốn tám đinh trong mặt tao hả? Công... Tao nói cho nghe, bộ mày muốn giết người hay sao? Đâu dám giết công tử. Mày thấy tao mới thức hai đêm chờ tiền của nhà gửi lên thôi, hai con mắt tao nó như hai con ốc muốn lòi ra rồi. Mày nghĩ sao mày cho uống nước trà cả đêm tao thức cho tao chết hả? Công tử lộn rồi đó. Trời ơi, con uống nước trà từ nhỏ tới lớn ha. Nhớ hồi nhỏ con có là 1m8, lượng da dẻ hồng hào, trắng trẻo mịn màng ha, đẹp ghê vậy đó. Mà con uống trà thét, trời nó quéo lại còn con thứ mốt vậy đó. Vậy bây giờ mày xúi cho tao quéo bằng mày hả? Vậy mới xứng chứ. Thôi dẹp đi, cho coca hay bò hút gì cũng được. Vậy công tử có bệnh gì không? Tiểu đường hay cao máu gì không? Lấy cái nào ít ít đường thôi, tao đang bị tiểu đường đó. Tiểu đường hả? Xin nước cũng căng hả mày? Tao bỏ thêm đường cho chết mẹ mày luôn. Nói gì đó? Dạ. Đi vô. Dạ xin chào công tử, em đi. Thì gom. Hai thằng, không thằng nào giống thằng nào. Lương Quỳnh. Chuyện gì? Qua thăm em có... Nói nghe nè. Không có thầy ở trong trường. Tao qua thăm mày, tao đem cho mày món quà đầu năm. Ha. Mày ơi, sẽ hết hồn liền. Cái dây chuyền hả Lương Quỳnh? Dây chuyền mà đựng cái này tiền đâu mua. Gì vậy? Dây chuyền mà đựng nhỏ nhỏ thôi, đựng to quá mà đựng dây chuyền. Hồi hộp quá. Để tao mở ra cho. Dạ, sao tao dán kỹ quá? Ai biết cái tiệm nó dán kỹ quá. Dạ. Thằng 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 thằng. Trời ơi, ai vậy? Con tài tử Jennifer. Jennifer gì? Jennifer gì không biết. Aniston hả? Aniston, đúng rồi, Jennifer Aniston. Con này hiện giờ đang đóng phim Hàn Quốc nổi tiếng lắm. Trời ơi, Quỳnh dành gì điện ảnh vậy hả? Rất là đành điện ảnh. Jennifer Aniston mà đóng phim Hàn Quốc. Nhưng mà em thích Jennifer. Em thích con Tom Cruise à. Thì gom. Đàn ông mà đi thích Tom Cruise.
Thôi dẹp đi. Cái này tao đem về tao treo đầu giường cho mày cũng phí của. Thứ đàn ông gì mà nũng na nũng nịu thấy muốn ói luôn hà. Thôi huynh dẹp mấy cái bức hình này đi. Chuyện gì? Lương huynh, còn có 3 tháng nữa thôi là mình phải chia tay rồi. Cái đó biết rồi. Em sắp sửa về quê để lo cái business cho ba má em á. Business làm cái gì? Dạ nuôi heo. Chết. Hèn gì, ba mẹ lựa đúng nghề quá. Nuôi con cũng ngang ngửa như heo. Dặn đệ một cái điều này, sau này á cho heo ăn á nhớ mặc áo màu màu xanh đỏ vàng, đặc biệt không được bận màu trắng đen hay màu hồng. Sao vậy huynh? Hiểu không? Bởi vì bước vô chuồng không biết con nào là con heo. Lương huynh, chọc em hoài à? Đâu có chọc đệ làm cái gì? Đó là nghề gia truyền của dòng họ Chúc nhà em mà. Thì bởi vậy chính vì nghề gia truyền nên mới sợ. Nhiều khi ta nói mày nghe, sống á là người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Nhiều khi bà già mày hăng nuôi heo quá, lúc cần heo đi bán lỡ cân lộn đứa con thì sao? Suy nghĩ cho kỹ đây, đúng không? Huynh, nói chuyện gì đâu cũng mà. Em nói huynh nghe, kể từ nay ở chốn xa xăm, mỗi lần cho heo ăn, cho heo tắm, cho heo ngủ, làm sao em quên được hình ảnh của Lương huynh? Tao móc họng mày hả mày? Mày suy nghĩ tao, mày không giống heo mà tao giống heo là sao vậy? Không phải. Sao mày cho heo ăn mà mày nhớ tao? Em nói cho huynh nghe, ở nhà em mỗi lần mà sắc đồ ăn cho heo ăn á, có sắc sắc mắm mỏ tổng á, thì nhìn sắc mắm thì em nhớ huynh đúng phải hả? Tao phóng cái quạt là mày bất đắc kỳ tử nha. Bữa nay mùng 1 Tết tao không muốn chửi mày. Ôi thiệt là chán quá đi. Thôi mà huynh. Chuyện gì? Đi chơi đi, ở nhà buồn quá. Huynh có chuyện gì mà huynh buồn? Ông già tao mới gửi thơ lên. Hả? Không thơ gửi gì? Tiền mà nhận thơ hoài. Thơ gì vậy huynh? Không biết thơ gì, tao đang buồn đây. Không thấy tiền thấy thơ là tao bực bội rồi. Mới ra đây, mới email xong, mới in ra đây, tao đọc cho mày nghe. Dạ. Lương Sơn Bá con, từ ngày con từ giả xóm làng lên kinh đô dùi mài kinh sử, quyết lấy cho được mảnh bằng tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc. À nội ơi, tại sao cha con có thể đối xử với con như vậy? Học bổ túc mà ông cũng khoe. Bao thường xuyên thao thức canh trường, nhớ con tha thiết mỗi đêm chỉ ngủ được có 8 tiếng là giật mình thức dậy. Trời ơi, tội nghiệp, ngủ ít quá. 8 tiếng hả? Ông già mà ông ham ngủ thấy ghê âm. Tao đã nói rồi, còn một giấc ngủ ngàn thu nữa mà ham chị ngủ nhiều. Bữa nay biên thơ cho con mà ba không ngăn được dòng nước mắt. Con ơi, nhà mình không có số khoa bản, cái đó tao biết lâu rồi, nhà tao dốt lắm. Học bao nhiêu năm cũng vô ích ông nội. Con ngày trước ôm giấc mộng làm hair stylist mà thi 8 lần không đậu cái bằng tóc. Cho tới đời ba thi bằng lái xe hơi suốt mấy năm trời mà vẫn rớt, cuối cùng ba phải đành lái xe ngựa. Nhiều khi tao thông cảm hoàn cảnh gia đình tao lắm. Có cái máu học giỏi mà. Nay con lại sai lầm. Đó tại sao gọi tao là sai lầm. Sai lầm đi theo con đường cũ. Ba sợ con uổng phí tháng ngày mà vẫn trắng tay, nên ba khuyên con bỏ học về quê mở tiệm nail. Cái này là tao không chịu được. Mày nghĩ sao tướng tao giũa nail giống này, ba cái chemical nó quất vô ba bữa là chết rồi. Nếu con chịu khó giữa ngày giữa đêm thì chăm chỉ vài năm là trở thành triệu phú. Bởi vì sách có câu, con ơi nhớ lấy lời cha, một năm ngồi giữa bằng 3 năm làm. Nghĩ sao vậy? Thôi thơ đã dài, con thu xếp về ngay rồi gọi cho ba biết. Điện thoại của tiệm mình là 1-800 giữa móng cha của con Lương Sơn Tuyền. Ủa? Cha huynh là ca sĩ hả? Mày nói tầm bậy, cha tao đàn ông mà ca sĩ gì? Ca sĩ Sơn Tiền là đàn bà. Em của Thanh Tiền đó mày biết không? Còn tao là Sơn Bá, ba tao là Sơn Tiền. Thiệt là bực bội, bây giờ biểu tao về vũ neo làm sao? Lương huynh, Lương huynh. Chuyện gì? Trời ơi, giờ sắp chia tay mà Lương huynh nói ba cái chuyện gì đâu, không có tình cảm gì hết trơn á. Tình cảm của mẹ gì, không có tiền mà tình cảm. À, thiệt là chán quá đi, chán quá đi hả? Tại đây. Mày lâu tao đi đâu? Nè, huynh nhìn đi. Huynh nhìn thứ xem dưới hồ đồi Thiên Nga. Đồi Thiên Nga lâu dưới hồ giống người ta trên bờ. Con nào là con mái, huynh chỉ em tường.
con Mai là con nào? Tao chưa thấy một đứa nào mà ngu như mày. Mày nói bức tranh trên tường là hai con gì? Dạ, hai con thiên nga đang bơi lội dưới nước thật là lãng mạn. Mắt mày bị bù lạch ăn hả? Hai con đó là hai con vịt sim cổ lùng. Mày nghĩ sao mày kêu nó là thiên nga? Mày đừng nói mày nhìn tao với mày, mày tưởng tiên nữ nha. Ôi chết rồi mày. Sao kỳ vậy? Nhưng mà em cũng thể tưởng tượng được vậy chứ bộ. Bây giờ em đố Quỳnh nha. Ê, con nào là con mái? Tao mệt mày quá, mày hỏi con mái con trống làm gì? Mày đi mua vịt quay, có khi nào mày hỏi con nào con mái con trống hay không? Hả? Mày chỉ hỏi con nào ngon, con nào dở thôi. Hỏi làm gì cho nó mệt xác. Quỳnh này kỳ quá à, tối ngày lo ăn không à, có chừng mập á. Mày nhìn kỹ lại mày đi. Tao với mày ăn chung một bếp ăn tập thể. Mày ăn riết mà con người mày vậy mà tao quéo lại còn chừng này. Mày nghĩ sao mày nói tao có tâm hồn ăn uống? Cái thằng này thiệt tình. Nhưng mà Quỳnh nói với em biết đi. Con nào là con mái? Mày nhìn bức tranh là mày biết con nào con mái rồi. Con nào? Con mái là cái con trọc đầu kia. Nhìn kỹ trên cái lưng nó trầy trầy nữa là con mái. Ủa tại sao nó trọc đầu với lại trầy lưng là con mái? Mày ngu quá vậy, mày chưa thấy con vịt lên nó đạp mái à? Con này nó phải mổ vô cái đầu con này. Nó phải đạp lên cái lưng con này, thành thử cái đầu con này bị trọc và cái lưng nó bị trầy. Nhiều đó cũng không biết. Học bao nhiêu trả cho thầy hết, ngu thế ớt luôn. Trời ơi, hai ông nội. Quên à. Cái gì? Vậy là hoàn cảnh hai dịch là giống em với anh. Thôi ta biết dù tóc mày sắp trọc nhưng mày vẫn là đàn ông. Ngu thế ớn luôn. Hai ông nội. Trời khùng mà cũng bè nữa. Gì hai đây? Cái con dịch này đó. Con mập á đem nấu chao, còn con ốm kia nấu bún măng. Quyết định vậy đi. Tao cắt cỏ mày nghe thằng tiểu đam. Hổn hả mày? Con đâu có hổn. Nè, tao đang tâm sự với Lưu Minh, ai cho mày xí vô? Trời, công tử nghĩ đi. Hai năm đi du học, công tử đồ ngon công tử thống hết rồi. Công tử cho con hamburger không mà thèm thình và thấy mẹ à. Cho nó đi ăn đi, đưa nước đây. Đưa nước cho công tử. Nè, lương công tử Red Bull nè, uống vô nhiều lúc thấy kỳ kỳ ngang, khó chịu đừng hỏi nha. Nè, bữa nay mùng 1 Tết cho mày nghỉ sớm đó. Muốn đi đâu thì đi đi, lẹ lên. Cứ biểu đi chơi hoài, không cho tiền đi chơi với ai. Đi đi. Mày đi đi cho nó ghét cái đùi là con mày đi. Đi đi. Phá đám không. Thôi mắt mày có mấy cọng lông thôi. Mày đá bậy đá bạ nó rụng hết lấy gì làm vốn. Lương Quỳnh. Chuyện gì? Trời đất ơi, sắp tới giờ chia tay rồi. Mày cứ nói hoài buồn quá đi. Trời ơi, buồn dĩ nhiên là em làm sao vui được khi em sắp sửa xa Lương Quỳnh. Lương Quỳnh biết không, bữa nay chắc em phải có một điều muốn tiết lộ bí mật của em nói cho Lương Quỳnh biết. Mày có gì bí mật mới trúng số hả? Cho ít coi. Bà mẹ thằng này sao nó cứ làm đứt cái đường dây lãng mạn của mình không? Lương Quỳnh. Chuyện gì? Hay là tối nay Lương Quỳnh ngủ lại với đệ. Giết người! Trời ơi, nó giết người! Giết cái gì? Đâu có giết. Mày nghĩ sao vậy? Mày suy nghĩ đi, giường ở trong trường này á, có một cái nào cũng có giường chiếc không à. Tao nằm với mày, mày gác cái đùi lên cho tao tắt thở hả? Phải mày giết người không mà mày rủ tao ở lại? Không có, em nói Lương Quỳnh nghe. Ngủ lại với em đi, rồi em sẽ nói cho Linh biết cái điều thầm kín của em. Điều thầm kín mày có cái gì đâu mà thầm kín, bao nhiêu nó lộ hết ra người mày rồi. Chuyện gì thầm kín nói đi. Tức quá. Tao mệt quá, không có tiền, tao đang bực bội đây. Thôi Lương Quỳnh không chịu thì thôi, em đành phải thú thật với Lương Quỳnh thôi. Nói đi. Chuyện gì? Em không phải là trai. Chúc Quân Đài của Lương Quỳnh không phải là trai mà là gái. Lương Quỳnh không tin hả? Em nói thiệt, cái thằng Tiểu Đồng nó cũng là gái giả trai. Nó theo em lên kinh đô để hầu em đó. Thôi mày đừng nói, tao tưởng chuyện gì bí mật. Cái chuyện mày là gái tao biết lâu rồi. Ủa sao Lương Quỳnh biết? Mày đi tắm mấy lần tao rình hoài chứ vậy.
Lưu Minh thấy cái body của em rồi hả? Thấy hết rồi. Thấy front da or back da? Everything on that. Ủa, vậy Lưu Minh không có xúc động nổi máu dê gì hết trơn hả? Bây giờ mày nhắc tao mới xúc động nè. Xúc động mà muốn mửa luôn á. Mày suy nghĩ đi. Mày bây giờ nhà mày có cái gương hay không? Nó gọi là cái mirror gì đó. Nếu không có mày đổ cái thau nước ra mày tự soi mày đi. Nếu mày là một thằng đàn ông mày nhìn thấy con gái như vậy mày có nổi máu dê nổi hay không? Con gái gì mà tướng như kinh công thấy gớm. Em không biết, nhưng mà dòng họ Chúc nhà em á có cái điều lệ là hãy mà ai nhìn thấy thân thể của em á thì người đó phải lấy em làm vợ. Chết mẹ rồi. Cái gì chết? I think I'm wrong. Oh my god. Anh thấy thì anh thấy anh chồng của em. Không sao sao. Chịu là ha. Có người cứu mạng rồi. Ai? Tao nói cho mày nghe, bữa đó mày đi tắm xong hai đứa. Tao đi rình nhưng mà không phải một mình tao mà tao rủ nguyên cả trường rình bị coi con gái. Hả? Trường mình 120 đứa mà có 20 đứa nó ói trước khi nó thấy mày nó chết rồi. Còn 100 đứa thấy mày đứa nào đứa nấy nó cười mà bữa đó xỉu mà thầy nghĩ nó dại luôn á. 100 đứa thấy mày lận, 100 đứa xe cùng với tao thì mỗi đứa chia một chút cũng đỡ. Chứ tao hốt nguyên một đống mỡ này về chắc tao chết. Trời ơi. Như vậy là Chúc bên đài em phải xóa sổ trong khai sanh rồi. Em phải đổi tên thôi. Tại sao phải đổi tên? Em đổi tên là Đoạn Đầu Đài. 100 chồng mà sao em chịu nổi? Tao thấy trong ánh mắt mày có vẻ lộ vẻ vui vui à. Tao nghĩ mày kham nổi mà. Chừa tao ra thôi. Chuyện gì? Nhưng mà 100 thì that's okay. I think I can handle that. Thì gom qua. Thiệt. Công tử Tiểu Thư. Cái gì vậy? Tiểu Thư. Chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Đứng lên rồi nói. Cái gì? Tiểu Thư. Chuyện gì? Con đã lỡ lương. Lương mày lỡ cái gì? Nói cho đàng hoàng, khóc không à? Vào một đêm không trăng sao, nhưng suốt đời in sâu lòng người. Mẹ, hát không à? Nói cho lẹ. Dạ. Vào một đêm không trăng không sao. Ờ. Con với Lương huynh mới rủ nhau ra bờ hồ để chơi nhậu. Ờ. Lương huynh rót, con uống. Rồi ông rót, con uống. Rồi hồi con biết ông cho con uống cái gì nữa. Cái người con đơ này, con cử động được. Rồi cả ông bế, ông bồng, bế bồng. Bây giờ con mới biết. Chuyện gì? Con đã có bầu rồi. Lương huynh, thì ra 2 năm nay Lương huynh không thèm để ý em mà lại mê con ở. Lấy nó có bầu. No. Just a minute. Khoan, chờ chút. Tell you something. Wait. Em mệt quá Lương Quynh ơi. Ta thấy ta còn mệt. Tiểu thơ. Nói nghe nè. Chúc muội đừng có giận Quynh. Bữa hôm đó Quynh cứ tưởng rủ nó đi uống rượu là tại vì tình Quynh để. Đâu có biết nó là con gái đâu. Uống rượu xong, uống quá trời. Uống, nó uống. Quynh uống, nó uống, Quynh uống. Hồi nó ngã cái rặt ra nó xỉu. Bồng về xong tự nhiên thấy nó cấn cấn cái gì kỳ kỳ. Dở ra nguyên con bánh bèo. Trường mày này con gái mày không à, làm sao chịu nổi được. Nhưng mà giờ lỡ rồi, lỡ yêu nó luôn rồi. Lỡ rồi. Vui quá. Tao hận hai đứa mày. Đừng hận. Tiểu Thư. Hai người hạnh phúc. Tao cắn lửa tao chết rồi. Ê, đừng. Đừng. Quay. Cảm trọng quá. Cắn thiệt rồi nè. Nó nghe nè. Đừng. Bây giờ Chúc muội đừng chết. Chúc muội đừng chết. Mùng 1 Tết đừng nói chết xui hiểu không? Bây giờ bây giờ để Quynh tính cho. Bây giờ Quynh tính nè. Bây giờ dù gì đi nữa nó cũng lỡ rồi. Thấy không? Bây giờ lấy một con mén được thì lấy một con voi được hiểu không? Bây giờ I can't handle that. Nó nghe nè. Bây giờ thôi lỡ rồi, qua đây. Gì vậy?
giờ nó lỡ nó có bầu rồi, bây giờ chị cho nó làm vợ lớn đi. Thôi mặc dù nó nhỏ nhưng nó làm vợ lớn, mặc dù đây lớn nhưng làm vợ nhỏ, được không? Chịu đi Tiểu Thơ, chịu đi. Không. Tại sao không chịu? Từ chối. Vậy được rồi. Vậy là cuối cùng rồi, không có người hốt mình. Ê, điện thoại, điện thoại. Dạ, 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 em chúc. Vui quá. Vậy là khỏe, khỏi cần giấu. Khỏe rồi, không giấu nữa. What? Chúc đi nhậu nữa nha. What? Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì, chuyện gì vậy Mũi? Lương Huynh ơi. Hả, chuyện gì? Muộn màng rồi Lương Huynh ơi. Muộn màng sao? Trễ rồi Lương Huynh ơi. Chuyện gì? Cha mà em đã ép em vô dòng họ mà. Bà ép đúng dòng ghê vậy ta. Mã là ngựa, con này nó vô dòng họ ngựa là đúng à. Vậy là đúng rồi. Huynh nói gì? Thôi ép, ép gả Muội cho Mã Văn Tài. Dạ. Trễ rồi. Mình có duyên mà không có nợ Lương Huynh ơi. Trời đất, chúc hai người hạnh phúc đi. Thôi forget bà đi, về lo cho em đẻ đi Lương Huynh. Chúc Muội, ta nói cho Chúc Muội nghe, mặc dù ta không có tình với Chúc Muội, nhưng trong bao năm ở với nhau cũng có cái nghĩa. Ta, ta buồn khi phải xa Muội. Chúc. Hả? Cái gì vậy? Lương công tử. Trời. Ấy. Lương Huynh, anh học máu hả? Em bị bệnh hồi nào vậy? Đâu có, tao mừng quá, ta ho cái nó nhảy ra tiết canh này cho sáng. Đồ vô kia nè. Đi ra đây. Đi đi đi. Ôi, bye bye nha. Đi 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 về lo lấy Mã Văn Tài đi, ở đây ta thách khen Tiểu Đồng cho. Bye bye nha. Bye bye. Bye. Đừng hại tụi bay. Bụng chồng bà liền, đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận chả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ. Em có ông chồng mà ông bó em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi, vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm nay tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gình gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gình gia đình bà làm gì tôi không biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ.
Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rồi tôi xin nửa miếng để ra nửa cục ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục cho đẻ ra quái thai quái vật cái bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời đời rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... tâm. Ai cha. À, về tụng kinh sám hối không ạ? Đứng lại. Bà giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa? Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không? Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà... Bà chấp giá, bà hết hà rồi xong bà... Chẳng lẽ ổng bà làm tôi thèm quá, bà làm ơn bà cỡ. Tôi nghe được không bà nào? Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Không, tôi nói cho chị nghe. Bây giờ mình sẵn ở đây á chị là bà chính rồi. Mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi, tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao cho đứng cái tư thế này coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe, bây giờ đó tôi nói thiệt với chị, bình thường tôi không bao giờ mà tôi cảm giác dỗ dỗ nó lên lại dỗ lên hả. Trời đất ơi, đi mà khổ cực có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thuế này nữa, khó chịu vậy. Hôm bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai mới đi nhà thương đó. Đây này nè, cái vòng mà đi luôn như vậy mà xin hoài không cho một miếng á, có vợ bé chắc hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu, chồng tôi dở gì mà ổng dám làm ba cái chuyện ruồi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Nó lùa lên lượt cái nè đó. Lên lần cá thúng cho mà lựa lựa lựa. Cá tươi ổng quất cá ương cỡ chị dục phạt. Giờ thả lưới không à? Không có đâu. Đàn ông bây giờ vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á là hứa với bà thôi. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm rồi. Nha, thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu ông nhánh không? Chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không là kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bồ nhí á, là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin. Súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó. Nha. Đó. Cỡ này mà có đạn nó chả cũng giấu nữa. Nha, để dành kiếm cho cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè. Thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá. Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ ổng... Ổng gì? Mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi, nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Trời. Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha. Sao? Ổng trườn xuống cái giường. Cái ông lết ra ngoài đường, ông đi đâu có nổ đâu. Ông đi ngang qua nhà bà, ông bẻ hết cái bụi tre nhà bà, dạt hết. Trời thấy không? Trời ơi, thấy cái thế ông chống ông đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạc là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa? À, này bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết ghé ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ông chống hai cái tre để ông bảo dưỡng hai cái chân ổng nè bà nội. Ông đi phà tới nhà nhỏ đó, ông mới bẻ cái tre ra. Ông giục cái tre lúc đó, ông mới phóng lên giường, ông xài cây củi. Hiểu chưa? Trời ơi, gì là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường. Chứ còn cái gì nữa? Bụi tre tôi tàn mạc là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống như nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi. Tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đừng đứng gần tôi, bà đứng gần tôi lấy cái khùng người tôi nè bà nãy. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hay chơi công khai nó sướng? Tất lén. Tất nhiên là lén lút nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao? Bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Ờ. Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Ờ. Cũng giống như tôi. Phải không?
thấy tôi không body hết sảy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên, không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chỗ tôi tắm 80.000 thằng nó tới nó rình. Tôi tắm gần tiếng nó rình, tiếng rưỡi vậy đó bà. Chỉ có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy không phải là ở dài đâu ngang với chồng tôi đó. Nhưng mà sao kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa, là hả, tôi xé ổng ra, tôi băm 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 làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não hay không? Phải xài bằng cái này chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà, đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay, có loại chị cắt bằng kéo, có loại chị phải bỏ vô má chị cán cán cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Dùng não. Trời ơi phải dùng não hả chị? Tôi rành ổng lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là? Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi vậy? Bà nào cái bà nói là bà Trời ơi em có phước là vợ của ảnh hả? Nó thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ che đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn ổng chống phà phà luôn, lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không? Phải bị bả không à? Không nói phải em chứ. Không phải bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa, ổng ở về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh, tôi cho gà ăn vịt ăn là tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm, bực trời ơi bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra đồ chơi vậy. Trời ơi cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Trời tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không phải dùng não, dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè, phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè, có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha, ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố? Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ham rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở? Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài, nó đánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có, hình như chắc, chắc chắn có, chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ, có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Có không? Nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối. Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi, còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối. Con gái mà nó nghe mùi chuối là tôi chỉ bay vô cặp chuối thôi. Trời ơi, chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xương sáo luôn. Rồi, bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi bây giờ tôi bực mình. Đừng cào xấu vậy, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương sáo đang ngon vậy tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à. Không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á trời. Đây nè tôi nói ông ăn chả bà ăn em, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ, ổng đẹp là ổng lẫy. Thì bà cũng phải làm y chang như vậy. Hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện bà hãy bùng phát lên. Ê bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Sao? Ăn cơm không giờ dám bê cái bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối vào tô cơm đó bà. Bà gan quá. Phải không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về nó xử với ổng, nói chuyện với ổng, xử với ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu để tôi. Rào. Ê nó nghe nè. Hả cái gì nữa vậy? Cho tôi lại nghe, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La 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 la
Ông làm gì vậy? Biết gió. Biết gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, huyết gió không ra hơi mà cứ phù 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 mà ra nứu không à. Rồi, biết rồi. Trời ơi, đúng rồi. Chính nó luôn rồi. Quần này áo kia. Trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa, con gì vậy? Con gì mà kêu thế ghê vậy trời? Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi. Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa. Hửi cái gì? Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa. Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền phải không? Trời ơi, đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đó ông nội. Trời đất ơi, mấy chục năm mình nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì nó là phun nước miếng. Trời đất ơi, ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tao nó chắc ăn chứ. Thấy không? Tự nhiên nó được ăn chả rồi. Bán xương xăm, xương sáo hả? Không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy, ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bà nó tiếng yêu quá, tôi nổi da gà luôn. Rồi sao không chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chứ có mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao? Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Tôi ăn mặc gì kệ cha tôi. Cái hộp chị màu vậy bà nội? Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là phao phè. Về tao thắng nắm dần trâu. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi. Bà chơi bị cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường là chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa, tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Tự nhiên biết bữa nay bả làm sao á. Về cằn nhằn, cằn nhằn. Tự nhiên cằn nhằn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt. Mình nhìn gia đình anh không có phát thành. Sao anh nói vậy? Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê. Ê, bận đồ lưng thun mà đeo dinh nịch. Không nhầm gì đâu. Ờ, mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở trường mà anh còn dám ăn dinh nịch mà. Anh đừng có thào lao vậy. Ai mà ở trường mà đeo dinh nịch? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh. Người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng. Mà sao mắc mớ anh đeo cái này để bà thương hiệu này chi? Hiểu gì? Đây là làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì. Tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Không biết cái gì chứ, cũng mà đặng nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy. Thì bởi vậy,
Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nó nói tôi biết. Tôi biết nhưng mà tôi không có nói, tôi nói ra tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về, ghê quá. Bỏ đây. Anh đừng có xạo ha. Anh thứ sáu ha, sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. Ha? Tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. Được, nếu lỡ mang tiếng nó nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào gì được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nhẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi diện nha. Ê, không có được. Nói rõ cho cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh. Bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vợ tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không không, phải kiếm mặt. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải giận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước tiên hai tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực. Ngực trên này đâu nổi. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi bà chỉ ở đây mà sao kỳ vậy? Ta để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ nó 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha. Có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống tắm nước. Nó xuống nước ghê dữ vậy hả? Ờ, không đua đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bài gì? Tập thì tập cứ lặng qua. Không có nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu. Tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà. Để trên này mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Tập phát thanh sao? Nè, nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, 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 hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Gì vậy? Bà tập gì kỳ cục vậy? À, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè. Bà tập gì? Tập yoga. Ông đừng có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè, thiền. Ông đem đưa gai tôi thử thì có. Tào lao. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi chưa có thấy mà ông chỉ tập bay tập bao mà. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Không có gì. Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên. Bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá. Bận áo ngực chi vậy? Lòi ra ngâm ghê quá. Bà không cần cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Con bảo ngực cái gì? Biết rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh. Nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà. Mình xử sự trong ôn hòa. Đó,
Dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào, tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ, anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi, rồi, làm đi. Anh mở cửa bước vô, thấy vợ anh trong nhà, đang ngoại tình. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Khốn nạn. Ây da. Ây da. Ây da. Giấm hụ. Giấm hụ. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Trời ơi, cái này là thấy chưa? Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn, đâu có để tao không vậy? Bà có nghĩa mày, mày lấy vợ tao hả? Mày lấy vợ tao hả? Lấy. Trời ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy. Ông Bảy ơi. Ông Bảy ơi nè. Ông Bảy ơi nè. Mày đứng lại. Đứng lại. Đánh không chưa? Đánh, đánh không chưa? Có nhịp ơi. Có nhịp tao bảy nhịp. Bà nói gì? Nãy giờ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á. Chúng ở đâu đó, được chưa? Tiên chúng ở đâu? Trời ơi. Rồi sao, tại sao? Bạn bè có ai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông mà lại đâu nào lấy vợ người ta? Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nhẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lựa đó? Hả? Trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Ê mày! Nghĩ sao ta chơi tưng vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lộn chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tung! À, mọn chết! Ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm vậy đó, bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm răng răng à. Phải. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Sao vậy? Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà. Đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong. Có nhiều lúc ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ờ, ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi! Lá hốt bao nhiêu năm mình đây? Còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hốt? Thôi khỏi đi ha! Thôi à! Nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá, tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy một tiếng. Nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè. Tội nghiệp lắm anh ơi! Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết cho bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi. À. Trời ơi, xôi cái mặt đó, trời ơi, cái mặt hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha, gà giống mẹ đó. Nhìn là mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục nó vô đội đá banh luôn đâu có được. Ổng có 8 đứa, giờ thêm 2 thằng trai đất nước. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi, quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi. Giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Ờ. Hả, cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau? Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bà cho bú, giờ không biết là sao này thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi, cái mô đen này nào có gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi, phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Ờ. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì cho chăng nữa? Bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ giờ sao giờ? Thì đó. Thì bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay ngang, niệm Phật ngang. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho mình đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác. Bởi vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Giờ bây giờ nè,
Có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói chuyện bà sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á, ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp đó. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Trời ơi, đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà cháy nhà mới lòi mặt chuột. Ông á, cháy nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời ơi. Trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đối với tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời sai. Sai. Ông sai. Đánh. Ông sai. Đánh chưa? Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện, có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô có bàn có ghế đàng hoàng, từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết đơn đi vậy. Bà bậy bạ à, gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuống đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm, để tôi hỏi cho. Cái gì vậy? Ông nói đúng, tôi phải ly dị với bà. Đúng, ly dị thì ly dị, nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng, cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền, ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị một phần, anh một phần. Đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu có phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao. Nghĩ sao vậy? Vợ ông ta đang ly dị, đi nhào vô chia 3 phần ông phần. Còn tôi đứng đây để chó ăn sao? 4 phần, 4 phần. Tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy, tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả, ông á tôi biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loàng. Ừ. Ai? Cái ai gì? Nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loàng? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăng lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loàng? Ai nói? Anh bảy. Bảy hả? Rồi còn cái gì? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chú về nhà. Chơi hai đứa lại. Đưa đây. Chị Tám. Dưới cái giò gì? Đưa đây. Hả? Chị căn cứ ở đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng? Hả? Cô. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả? Thiệt. Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó, bị bệnh quan tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Trời lo, thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu có ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói, tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn tôi nói vậy thôi. Rảnh quá. Ở không ghê đó. Còn anh bảy. Sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàng vậy? Hả? Tôi nói chị nghe. Tôi làm nghề quét lá mà. Ừ. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi có phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá, tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Hay rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, không có gì đâu móc. Người em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa móc đó. Điện thoại. Alo. Ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao. Tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo. Hả? Gì? Sáu hả? Ừ, nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn Sáu. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn Sáu nha, tôi qua ông Mười nha. Đi liền nha. Rát về cái miếng này thông thích. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi cái gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe. Không phải là hàng xóm láng giềng nó không tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nói không nên lời cái đá hết gì hết trơn. Đi. Nè, không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ. Tôi nó động thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới hả? Hát bà cho má. Tại gì?
nhá, gọi là cái gì, bài gì đó. Rồi anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau anh bảy chị tam chơi cười, hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình em xem. Cái gì vậy? Cô rẻ đúng vậy hả? Trời lộn, trăm năm ông nội ơi. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. Đúng không chị? Ủa? Ra cái chuyện tôi mở vậy chưa? Nó để vậy, nó mở tôi cái à, giờ nó dảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi! Không hết hai ta lần siro uống mà đó, mà cho nó vững tràn ra ngoài à. Còn anh? Còn anh sao? Ủa? Vậy? Ủa, sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó, là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô, tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sẵn vô tôi chửi đó. Tôi chửi cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đâm đốm không à. Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi tháng đời nhiều chuyện. Nhiều chuyện sàm xí. Vô đây, theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, không bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Bỏng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện anh... gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này, nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Ôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe, em tưởng lâu là vỡ ống nước. Đúng. Ngồi xuống. Công nhận ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh ấy. Ừ. Anh nói cho em nghe. Em mới qua đây á, em muốn học thì phải từ từ. Nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo ai đi. Xong em bảo là em đi. Rồi nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này. Nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên, anh hiểu không? Em điên dần lên, xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe, nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi! Em ơi, thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? Ai đi là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à? Nếu hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đây xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi, biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em cũng đặt quá. Cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là... Nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em ấy,
Học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy, thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. Hai ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa? Sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì, xong em vác cái mâm ra. Đây, mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. À... Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy, là West Day. West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì thấy tức cười rồi đúng không? Nghe thì rất là buồn cười à. Nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay. Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy. Nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn. Còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia, chị ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị, em hỏi chị ơi chị làm gì thế, xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm, em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Ờ, em đừng có nghe mấy người nói nghe không. Vâng. Nè, anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải. Phân đây là phân ly đó. Phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ kìa loang thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân phân em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn ra mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạt chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy anh coi. Đó. Tướng em là dông dỗng cao như nè. Chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Rồi ơi. Anh một cười chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gớm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gớm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ếch. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào protect cái xương cả. Coi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi, em sợ lắm. Sao vậy? Thôi, em thấy cái tai nạn bơm ấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu kilo. Con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi ô con này sao tự dưng tao mua cá sao mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kìa, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi, cái đó là tai nạn mà, nó không có thảy ra thông thường.
Thôi thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí, sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi, à, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện đã anh lo, nghe không? Anh làm á không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nói là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì, anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nghề đầm luôn. Được không? Ôi chết, từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy xuống ruộng nhảy lên bờ, bây giờ học nghề đầm học thế chó nào được rồi ơi. Học cho nó đỡ buồn, thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi, về. Anh đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. À. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại rồi, hết rồi. Rồi. Nó thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh nhanh đi nhá. Ừ. Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, ngồi đợi chờ em trong phòng vắng, buồn thì cười vui khóc như điên, biết bây giờ đang rước ưu phiền. Tôi đã lầm to, tôi đã lầm, tôi biết tôi lầm. Lầm thì lầm, tôi đã lầm quá. Lầm thì lầm, tôi đã lầm to. Tôi đã lầm, lầm to. Ngày em đi vào phố rồi đêm đi nhảy đầm, ngày đi binh sập xám, lúc vào shopping mall để nhà như cái nhà kho, hận tôi như là trâu bò. Rồi em mua, rồi em sắm, là đô la, là nước mắt, là công tôi miệt mài cài đêm, ôi cài ngày, để em có tiền sai quá. Tôi đã lầm theo anh sang đây. Cho tâm hồn tan nát từng ngày. Nằm chờ chồng như con mèo đói. Chồng làm về ngủ ngáy ô, muốn yêu chồng nó lại không cho. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ. Thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ. Có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy nếu sao? Nếu ông gáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả tôi mới ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Gớm khổ sao không lê tự viết bài mà hát. Còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao. Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy?
nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy đầm. Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm, tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy, x-ray đấy. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Hả? Sorry. Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa kim tuyến đầy người hết trơn á. Ồ, ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ơi. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì? Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì trơn, mà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Shop. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? À, chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, 3 ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn, tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó tôi... là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ đây còn này. Ông nhìn đi. Cái gì? Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi đây. Đây, bằng neo đấy, bằng ESL này, bằng lái này. Còn có bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bài có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong rồi ai không để thẻ vào, tôi để thẻ vào tôi lấy point. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa, tôi không ngờ. Ô, buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo, ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh, ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé gì? Mỏng. Mỏng gì? Bé mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lou. Cái gì? Lú hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lou. Thôi được rồi, Jennifer Lou. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ ăn chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc, ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tủ ấy. Này,
Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ sao hết tối bụng quá. Đói bụng à? Ừ. Ôi thế được rồi. Ừ. Ngày hôm nay anh nghỉ việc gì, không đi làm gì. Được rồi, vào trong đấy em làm cước anh ăn. Ê! Cái gì? Em cút cho cút, anh ăn. Có chuyện đàng hoàng. Trời đất ơi, cái đó. Năm trước rồi em ơi. Vâng.